hãy chọn cho mình một nơi ngồi yên tĩnh và thoải mái. Bạn có thể ngồi trên ghế, hai chân chạm mặt sàn, tay đặt trên đầu gối. Bạn cũng có thể ngồi trên sàn, khoanh chân, tay đặt trên đầu gối. Hay nằm trong tư thế thiền định, hít thở đều đặn, thả lỏng cơ thể. Hãy thư giãn vầng trán, thư giãn đôi lông mày, thư giãn hai mí mắt, thư giãn đôi mắt, thư giãn hai bên cánh mũi, thư giãn hai tai, thư giãn cơ miệng, thư giãn toàn bộ các cơ trên gương mặt của mình, thư giãn hai vai, thư giãn hai cánh tay, bàn tay và các ngón tay, sống lưng của bạn nâng đỡ cơ thể bạn, chúng cúi xuống, vươn lên, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, ngửa ra sau. Nó đỡ toàn bộ các cơ quan trong cơ thể bạn. Hãy thả lỏng các đốt sống lưng, thả lỏng vùng ngực, vùng bụng, thả lỏng vùng hông, đùi, thả lỏng hai đầu gối, hai bắp chân, bàn chân và các ngón chân. Cơ thể bạn lúc này đã hoàn toàn thả lỏng và thư giãn. Hít vào, thở ra, ba hơi thật sâu nào. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi bạn trở lại nhịp thở bình thường. Trong đời sống hàng ngày đầy ắp tiếng ồn, hối hả, vội vã, hoang mang, chúng ta dễ dàng đánh mất ý thức về những yếu tố lành mạnh nâng đỡ chung quanh như không khí tươi mát, ánh nắng mặt trời hoặc những cây xanh, hoa cỏ. Nào, bạn đã thả lỏng và thư giãn rồi, hãy thoải mái thở, thư giãn và mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng
có thể làm buông thư tất cả sự căng cứng trên cơ mặt, trong tâm trí, và đem đến sự dễ chịu cho thân tâm. Vậy nên không chỉ nói mỉm cười, mà bạn hãy thực sự mỉm cười đi. Hãy làm mới mình bằng cách mang về tâm trí những hình ảnh đẹp đẽ, tươi mát của đại dương bao la, của bầu trời rộng lớn. Hãy ngắm nhìn từng tia nắng mặt trời đang ló dạng sau những dãy núi trùng điệp còn vương bóng tối. Hãy lắng nghe tiếng chim lạnh lót gọi bạn sớm mai. Hãy cảm nhận từng con người đang hiện hữu bên bạn. Mỗi khi tâm trí bạn đang nhiễu loạn, hãy nhẹ nhàng ngồi xuống, buông thư và chú tâm vào hơi thở. Thở vào, tôi ý thức về không khí. Thở ra, tôi tận hưởng không khí. Thở vào, tôi ý thức về mặt trời. Thở ra, tôi mỉm cười với mặt trời. Thở vào, tôi ý thức về những cây xanh. Thở ra, tôi mỉm cười với những cây xanh. Thở vào, tôi ý thức về các em bé. Thở ra, tôi mỉm cười với các em bé. Thở vào, tôi ý thức về những gì mình đang có. Thở ra, tôi biết ơn với những gì mình đang có. Thở vào, tôi ý thức về những người xung quanh tôi. Thở ra, tôi cảm thấy biết ơn sự có mặt của họ. Hãy hít thở thật sâu 3 lần. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Và khi đã sẵn sàng, bạn hãy từ từ đưa nhận thức mình trở lại căn phòng nơi bạn đang ngồi. Rồi hãy đưa hai tay ra phía trước, xoa hai tay vào nhau. Rồi áp hai tay lên mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay.
Lần thứ hai, sát nhanh hơn, mạnh hơn, để tay nắm hơn. Rồi áp tay lên mắt, cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa khắp khuôn mặt bạn, sưởi ấm trái tim bạn, sưởi ấm từng bộ phận trong cơ thể bạn. Rồi hãy từ từ mở mắt trong lòng bàn tay, dùng hai tay massage vùng trán, massage hai mắt 5 lần, massage vùng sống mũi, massage hai má, hai má vuốt lên, massage vùng cằm và nhân trung, massage hai tai, kẹp tai giữa hai, giữa ngón tay cái và bàn tay, và massage vùng da đầu, miết 10 đầu ngón tay trên da đầu, xuôi xuống vùng gáy, xay những đốt sống cổ, rồi vuốt sang hai bên vai, massage vùng cổ, rồi vòng ra sau lưng, vỗ mạnh sống lưng, rồi vỗ xuống hông, đùi, đầu gối, bắp chân, bàn chân và các ngón chân. Hãy trở về trạng thái bình thường và nói: